Trên thế giới, phát hiện mới kỳ vọng giúp châu Âu vượt khủng hoảng năng lượng. Miniso xin lỗi vì giả là thương hiệu Nhật Bản. Đàn áp tự do ngôn luận, chính quyền Trung Quốc xóa gần 1,4 tỷ tài khoản mạng. Gần 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi ông Biden nhậm chức. Dự báo thời tiết sai, hai lãnh đạo Hungary bị đuổi việc. Tại Việt Nam, soát xét cho thấy chủ lọc dầu Trung Quốc lãi thêm hơn 200 tỷ đồng. Thuốc và vật tư giá rẻ trúng thầu, liệu chất lượng có được đảm bảo? Cao tốc Hạ Long Móng Cái dài 176 km, không có trạm xăng và điểm dừng nghỉ. Phí chồng phí dịch vụ ở sân bay. CNN đưa bánh mì, phở và cà phê Việt Nam vào top 50 món ăn đường phố ngon nhất châu Á. Hằng Lâm xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình tối nay thứ ba ngày 23 tháng 8 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và thư giãn. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Thưa quý vị, châu Âu hiện đang đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có khi mà nguồn cung khí đốt từ Nga giảm mạnh, còn giá khí đốt thì tăng chóng mặt. Thêm vào đó là đợt nắng nóng kỷ lục. Các nước EU đã bắt đầu các biện pháp cắt giảm sử dụng điện khí đốt và mới đây thì Bộ Năng lượng Séc cho biết một nguồn khí đốt có trữ lượng ước tính khoảng 71 tỷ mét khối khí hydrocarbon vừa được phát hiện tại nước này. Giới chức châu Âu kỳ vọng mỏ khí này có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng thay thế trong bối cảnh châu lục này đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Bộ trưởng Năng lượng Natasha Pilidis cho rằng Séc có khả năng trở thành quốc gia quy hoạch năng lượng của khối. Bà cũng đưa ra kịch bản để đưa khí đốt đến các thị trường châu Âu, đó là chuyển khí đốt tới các nhà máy tinh chế của Ai Cập để hóa lỏng và sau đó dùng tàu để vận chuyển tiếp. Việc Nga triển khai chiến sự tại Ukraine đã tạo động lực cho Séc tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế, đặc biệt là sau khi Liên minh châu Âu-EU nhận định khí đốt tự nhiên có thể đóng vai trò là cầu nối nhiên liệu cho đến năm 2050. Tuy nhiên, hiện nay, chương trình thăm dò ngoài khơi của Séc đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ bởi các tuyên bố chủ quyền về quyền tài phán kéo dài từ đất liền ra biển. Thưa quý vị, với 35 cửa hàng cùng những mẫu mã đa dạng tại Việt Nam, không ít người nhầm lẫn Miniso là chuỗi cửa hàng của Nhật Bản. Tuy nhiên, vào tuần trước, nhãn hiệu Trung Quốc này đã xin lỗi vì đã giới thiệu mình như một thương hiệu Nhật Bản trong giai đoạn toàn cầu hóa ban đầu. Nhà bán lẻ giá rẻ này đã chiếm lĩnh thị trường thế giới với hơn 5.000 cửa hàng từ Triều Tiên đến New York. Miniso sao chép trắng trợn thẩm mỹ và mặt tiền của chuỗi cửa hàng quần áo Uniqlo nổi tiếng của Nhật Bản. Sản phẩm của Miniso rẻ hơn và là phiên bản nhái của hàng thiết kế từ thương hiệu bán lẻ Muji của Nhật Bản. Miniso đã thông báo trên Weibo rằng họ sẽ loại bỏ tất cả yếu tố liên quan đến Nhật Bản khỏi các tài liệu tiếp thị và mặt tiền cửa hàng vào tháng 3 năm sau. Ngoài ra, công ty cam kết sẽ xuất khẩu các giá trị văn. Ngoài ra, công ty cam kết sẽ xuất khẩu các giá trị và văn hóa đúng đắn của Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau khi Miniso Tây Ban Nha mô tả nhầm sản phẩm đồ chơi các công chúa Disney mặc sườn xám Trung Quốc là những kisa của Nhật Bản. Miniso đã vướng vào 68 vụ kiện trong năm 2019, trong đó có hơn 40 vụ liên quan đến vi phạm bản quyền. Vào năm 2016, tên của một số nhà thiết kế Bắc Âu nổi tiếng đã được giới thiệu trên trang web của Miniso mà không có sự đồng ý của họ. Ít nhất hai nghệ sĩ Hồng Kông cũng đã cáo buộc công ty này đã cắt xén thiết kế của họ. Và cũng liên quan đến Trung Quốc, gần đây, Cơ quan Quản lý Không gian mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo rằng họ đã xóa gần 1,4 tỷ tài khoản mạng trong chiến dịch thanh lãng. Cái gọi là chiến dịch thanh lãng bắt đầu vào năm 2016 và được Bắc Kinh quảng bá là nhằm cải thiện nội dung khiêu dâm và bạo lực trực tuyến. Tuy nhiên, chiến dịch này đã được xúc tiến để mở rộng đến tất cả các lĩnh vực trên mạng. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, Phó Giám đốc của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết vào hôm 19 tháng 8 rằng, từ khi triển khai chiến dịch cho tới nay, đã quét sạch 20 tỷ mẫu thông tin phạm pháp và không tốt, cùng với 1,4 tỷ tài khoản mạng. Theo thống kê, chỉ trong nửa đầu năm nay, cơ quan này đã phỏng vấn gần 3.500 nền tảng, phạt gần 300 website, gỡ bỏ gần 180 ứng dụng di động, nhiều blogger nổi tiếng cũng bị cấm vĩnh viễn. Trong đó, vào tháng 7, hãng công nghệ TT Global bị phạt nặng với số tiền hơn 8.000 tỷ nhân dân tệ.
nhà hoạt động nhân quyền Hình Giám nói với Epoch Times rằng hiện tại Bắc Kinh có các yêu cầu rất nghiêm ngặt về hệ thống xác thực tên miền. Ngoài việc chấn chỉnh các trang web và nền tảng trong nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng chặn và kiểm duyệt các tên miền ở nước ngoài. Còn người theo dõi Internet của Hà nói rằng, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc làm sạch những gì họ cho là thông tin xấu và phản động, dẹp yên những người bất đồng chính kiến để tất cả thông tin mạng đều ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông nói, 20 tỷ tin tức bị xóa, đó là một con số lớn. Nó cho thấy ngày càng nhiều người thấy rõ bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và tiếp theo là tin tức liên quan đến vấn nạn nhập cư trái phép tại Mỹ, khi có đến gần 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào nước này từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Theo một báo cáo mới hôm 16 tháng 8, trong một năm rưỡi từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, đã có 4,9 triệu người nhập cư bất hợp pháp vượt biên vào Hoa Kỳ. Trong số này, có gần 1 triệu người nhằm tránh bị bắt đã lẩn trốn vào các cộng đồng người Mỹ. Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch Liên đoàn Cải cách Nhập cư Mỹ Dan Stone cho biết, con số này tương đương với toàn bộ dân số Ireland. Ông Stone cũng đổ lỗi cho chính quyền của ông Biden vì đã đảo ngược các chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn từ thời ông Trump, từ đó thúc đẩy những người nhập cư rời bỏ quê hương nghèo khó đến tìm kiếm cơ hội nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Mỹ. Theo dữ liệu từ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, 2 triệu người đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này trong 10 tháng đầu năm tài chính 2022. Hồi tháng 6, hơn 207.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt khi cố gắng vượt biên giữa Hoa Kỳ và Mexico. Đây là số vụ bắt giữ vào tháng 6 cao nhất lịch sử. Và khép lại phần tin thế giới, mời quý vị cùng đến với thông tin dự báo thời tiết sai, hai lãnh đạo Hungary bị đuổi việc. Hôm thứ Hai ngày 22 tháng 8, Bộ trưởng Bộ đội mới và Công nghệ Hungary Laszlo Pankowicz đã sa thải hai lãnh đạo của cơ quan này vì dự báo thời tiết không chính xác, nhưng không có bất kỳ lý do chính xác nào được đưa ra. Trước đó, chính phủ Hungary đã lên kế hoạch tổ chức một màn trình diễn pháo hoa lớn vào tối ngày 20 tháng 8 tại thủ đô Budapest để kỷ niệm ngày quốc khánh của nước này. Tuy nhiên, màn trình diễn đã bị hoãn do những cảnh báo liên quan đến mưa bão. Điều đáng nói là sau đó, thời tiết vẫn hoàn toàn bình thường vì cơn bão đã đổi hướng. Cơ quan khí tượng quốc gia Hungary đã đăng lời xin lỗi hôm 21 tháng 8, giải thích rằng sự không chắc chắn là một phần của dự báo thời tiết. Phản ứng của người dân Hungary có hai hướng trái ngược. Gần 100.000 người đã ký vào một bản kiến nghị kêu gọi hủy bỏ việc bắn pháo hoa vì hiện tại nước láng giềng Ukraine đang có chiến tranh và nền kinh tế Hungary cũng gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, nhóm người ủng hộ đã rất tức giận trước thiếu sót của nhà dự báo thời tiết, đồng thời hy vọng sự kiện sẽ diễn ra như kế hoạch vào ngày 27 tháng 8. Khoảng 40.000 quả pháo hoa đã sẵn sàng được phóng từ 240 điểm dọc theo sông Danube ở trung tâm thủ đô Budapest. Ước tính có khoảng 2 triệu người sẽ theo dõi màn trình diễn này. Vâng, và nói đến thông tin này khiến cho Hằng Lâm nhớ tới một tin tức dở khóc dở cười vừa đọc được trên Facebook. Quý vị biết không, ở Hàn Quốc, một trong những cơ quan bị dân chửi nhiều nhất là Cục Khí tượng. Chỉ cần dự báo sai, lập tức sẽ có người dân gọi điện thoại đến Cục Khí tượng Hàn Quốc để khiếu nại và phàn nàn. Thậm chí, trên website cũng tràn ngập những comment bất mãn. Quả thật, những cơn áp thấp mùa hè vô cùng ẩm ương, đôi khi dự đoán mưa nhưng trời lại khô queo. Quý vị thân mến, nói đi thì cũng phải nói lại, cũng từ dự báo thì sẽ có lúc không thể chính xác. Vậy nên đôi khi, chúng ta cũng cần thông cảm với những người làm nghề dự đoán nắng mưa và chỉ xem đó như một con số tham khảo cho kế hoạch của mình. Quay trở lại với tình hình tại Việt Nam, soát xét cho thấy chủ lọc dầu Dung Quất lãi thêm hơn 200 tỷ đồng. Thưa quý vị, nhà máy lọc dầu Dung Quất được quản lý khai thác vận hành bởi công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn. Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét, công ty này giữ nguyên doanh thu nhưng lãi sau thuế tăng thêm 222 tỷ đồng lên hơn 12.444 tỷ đồng. Mức này cao gấp 3,5 lần so với nửa đầu năm ngoái. Ban lãnh đạo Bình Sơn cho biết lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ diễn biến giá dầu thô thuận lợi. Như vậy, sau soát xét, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn rút bớt gần một nửa khoản chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Trước đó, công ty dự phòng hơn 435 tỷ đồng vì lo hàng tồn kho bị giảm giá. Hiện con số này lùi về hơn 223 tỷ đồng.
Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đang có dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất lên 7,6 triệu tấn một năm, tương đương với 171.000 thùng dầu thô một ngày, đáp ứng tiêu chuẩn của Euroe. Ước tính tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ở một diễn biến khác, công ty thành viên của lọc hóa dầu Bình Sơn là công ty cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung đang bị các ngân hàng Ocean Bank, PVcombank và Vietcombank khởi kiện về các khoản vay quá hạn thanh toán. Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ngãi đang chuẩn bị xét xử vụ kiện này. Thuốc và vật tư giá rẻ trúng thầu, liệu chất lượng có được đảm bảo? Về việc vướng các quy định liên quan đến đấu thầu nên trong thời gian qua, nhiều bệnh viện thiếu thuốc và trang thiết bị y tế. Danh mục đấu thầu thuốc trúng bảo hiểm y tế thời gian qua cho thấy những thương hiệu rất lạ và giá rẻ đang chiếm đa số. Phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành dược Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu Quốc hội cho hay, tôi không có cơ sở để khẳng định rằng thuốc rẻ là thuốc không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, ngành y tế vẫn lần lữa không có nghiên cứu đánh giá nhóm thuốc giá rẻ trúng thầu ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng và thời gian điều trị của bệnh nhân. Bà cũng cho rằng, phương án thành phố Hồ Chí Minh lập trung tâm mua sắm tập trung để đấu thầu các loại thuốc, trang thiết bị y tế là khó thực hiện. Vì việc đấu thầu tập trung sẽ chỉ khu trú lại trong một mặt hàng cho mỗi nhóm thuốc. Nếu mặt hàng trúng thầu bị đứt hàng, thì cả hệ thống y tế của thành phố sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đồng thời, khi đấu thầu tập trung, các mặt hàng có mức giá thấp nhất sẽ được lựa chọn. Tuy nhiên, giá thấp sẽ đi kèm với chất lượng tương đương. Và trên thực tế, hậu quả vì dùng hàng đấu thầu giá rẻ đang nổi lên mấy ngày nay. Đó là việc bác sĩ cho hay bệnh viện dùng dao mổ rạch 3 lần mới đứt da. Vâng, đây là một câu chuyện đau lòng thưa quý vị. Và chắc hẳn nó ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân. Tại hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức sáng ngày 21 tháng 8, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ câu chuyện nhức nhối tại bệnh viện nơi ông làm việc. Trưởng khoa ngoại bức xúc gặp tôi, hỏi tại sao ông mua dao mổ giá rẻ. Trước đây, chúng ta dùng dao giá tốt chỉ cần rạch một đường. Hiện, trúng thầu dao giá rẻ, chúng tôi phải rạch đến 3 lần da mới đứt. Và khi câu chuyện này được chia sẻ, thì một số bác sĩ cũng cho hay, không riêng gì dao mổ, chuyện các dụng cụ y khoa cùng lục không phải là vấn đề mới. Vậy câu hỏi đặt ra là, vấn đề này ảnh hưởng như thế nào tới bệnh nhân và tại sao điều này lại xảy ra? Theo các chuyên gia, nếu vết mổ gọn thì sẽ giảm tổn thương tế bào, sẽ làm giảm phản ứng viêm, sưng sau mổ, giảm hiện tượng sơ hóa, thời gian hồi phục nhanh và sẹo để lại nhỏ. Còn ngược lại, dao mổ bị cùng sẽ phải rạch nhiều lần mới đứt da, sẽ làm tổn thương mô lan rộng, tăng xác suất biến chứng cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, chuyên khoa sản, giảng viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, do ảnh hưởng của cơ chế đấu thầu, thỉnh thoảng các bệnh viện công lập có thể gặp khó khăn trong cung ứng dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là dao mổ. Các bệnh viện buộc phải chọn mua loại dao mổ cùng hơn. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu City of Hope, California, Hoa Kỳ cho rằng giá mua sắm không nên là giá thấp nhất mà cần quy định rõ là giá hợp lý nhất. Ông nói, người chấm thầu vật tư y tế cần phải đặt những thứ tự ưu tiên khi chọn thầu như sau. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là chất lượng và thứ ba là giá cả. Không thể để giá cả thành thứ tự ưu tiên hàng đầu để chọn một sản phẩm sử dụng trên người. Liệu sau câu chuyện này, hành lang pháp lý có thể được chú ý thế nào để hỗ trợ các đơn vị mua thiết bị vật tư tiêu hao đảm bảo về chất lượng? Có vẻ như chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời của các cơ quan có thẩm quyền. Hy vọng sự việc sẽ sớm được giải quyết để bác sĩ có thể yên tâm điều trị và bệnh nhân cũng nhận được phương pháp chữa bệnh và chăm sóc tốt nhất. Cao tốc dài 176 km không có trạm xăng, điểm dừng nghỉ. Trục cao tốc Hạ Long Móng Cái dài 176 km là tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam, dự kiến sẽ liên thông vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, trên tuyến đường này không có trạm xăng và điểm dừng nghỉ. Điểm này khiến cho người dân khá lo lắng, nếu như hết xăng hay xe gặp sự cố thì rất khó xoay sở. Theo Điều 3 Luật Giao thông Đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác. Cụ thể, cứ khoảng từ 15 đến 25 km có một chỗ dừng xe để người đi đường có thể dừng xe nghỉ ngơi và bảo dưỡng xe. Khoảng từ 50 đến 60 km có một trạm phục vụ kỹ thuật thông thường và cứ khoảng từ 120 đến 200 km nên bố trí một trạm phục vụ lớn.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đang lên kế hoạch xây dựng trạm dịch vụ trên cao tốc này. Tỉnh dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu xây 2 trạm ở đầu Vân Đồn và Móng Cái. Và tiếp theo là thông tin đề xuất dùng xe điện cho tuyến bus nhanh đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải kiến nghị lên chính quyền thành phố sử dụng xe điện cho tuyến bus nhanh thuộc dự án BRT số 1. Tuyến BRT dài 26 km theo hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ. Thành phố dự tính đầu tư 42 xe, xây trạm dừng, cầu đi bộ. Đây là tuyến đầu tiên trong 6 tuyến BRT được quy hoạch tại thành phố. Sở Giao thông Vận tải thông tin, xe điện có chi phí đầu tư cao hơn, tuy nhiên bus điện không phát thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường, không gây ồn, vận hành an toàn, ít nguy cơ cháy nổ, đồng thời chi phí vận hành bảo dưỡng tiết kiệm hơn. Hiện thành phố có hơn 2.000 xe bus hoạt động trên 127 tuyến. Hồi tháng 3, thành phố đã thí điểm tuyến bus điện kết nối khu đô thị Vincom Grand Park, thành phố Thủ Đức đến bến xe bus Sài Gòn, quận Nhất. Và cũng liên quan đến vấn đề giao thông đi lại, gần đây nhiều hành khách cho rằng đang có tình trạng phí chồng phí dịch vụ ở các sân bay, khách phải trả 2 lần tiền trong khu vực sân bay. Trong giá vé máy bay có 2 khoản thu mà các hãng hàng không đang thu hộ khi bán vé. Một là phí dịch vụ cảng 100.000 đồng một khách đi nội địa và 25 đô la Mỹ một khách quốc tế. Hai là phí dịch vụ đảm bảo an ninh, hành lý có giá là 20.000 đồng một khách, áp dụng cho tất cả các sân bay. Tuy nhiên, khi đến sân bay, hành khách còn phải trả thêm phí ra vào sân bay là 10.000 đồng một lượt. Một chuyên gia hàng không cho hay, đoạn đường nội bộ phía trong sân bay tạo điều kiện thuận lợi để hành khách vào nhà ga là thuộc đầu tư chung của cảng hàng không nên phải tính chung vào chi phí dịch vụ của sân bay không thu riêng. Về vấn đề lộn xộn khi đón xe, giao thông công cộng trong sân bay không đáp ứng yêu cầu của khách cũng cần phải xem xét lại. Liên quan đến giá cả thị trường, giá thịt heo nhập khẩu giảm mạnh nhưng vẫn ế khách. Mức giá heo nhập khẩu trên thị trường hiện nay có thể được coi là rẻ nhất từ trước đến nay. Sườn non nhập khẩu đang có giá là 88.000 đồng một kg, chân giò nguyên cái từ 47 đến 50.000 đồng một kg, còn ba sọi lóc xương là 79.000 đồng một kg. Mức giá này giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ bằng một nửa so với giá heo nội địa. Tuy giá rất thấp nhưng sức tiêu thụ lại kém, người Việt không ưa chuộng heo nhập khẩu, vậy nên các doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo đông lạnh đã hạn chế lượng nhập. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh giảm 44,1% về lượng và 48,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Và kết thúc chương trình tối nay sẽ là thông tin mà những ai yêu thích ẩm thực cũng sẽ cảm thấy thích thú. Ngày 23 tháng 8, hãng tin CNN của Mỹ đã đưa bánh mì, phở và cà phê của Việt Nam vào top 50 món ăn đường phố ngon nhất châu Á. Đối với bánh mì, thành phần tạo nên một chiếc bánh sẽ rất khác nhau tùy theo từng vùng miền. Tuy nhiên, các thành phần chính thường bao gồm thịt lợn, rau mùi, ớt, pate, dưa góp hoặc là dưa leo, tất cả được cho vào bên trong của một chiếc bánh mì vừa giòn vừa xốp, kèm theo đó là nước sốt. Còn cà phê thì lại là một thức uống độc đáo nổi tiếng của người Việt. Có thể uống cà phê với sữa đặc, nước cốt dừa và với lòng đỏ trứng, hoặc là chỉ đơn giản uống cà phê đen đậm với vài viên đá. Còn món cuối cùng, phở của Việt Nam được CNN đánh giá là một món ăn gần như không có món nào cạnh tranh nổi. Dù được bán ở quán ăn ven đường hay phục vụ trong nhà hàng thì đều có nước dùng thơm mùi hồi quế, đậm đà, có sợi bánh dai cùng với thịt gà hoặc là thịt bò. Một số món ăn lọt top của các nước khác như trà sữa Đài Loan, trứng ốp cua Kaiyabu của Thái, cơm trộn sông biển Kimbap của Hàn Quốc. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi tối an hòa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Tự nhiên xua tan bao buồn phiền, sống khỏe tự nhiên bệnh tật mau tan biến.
sống khỏe tự nhiên như là liều thuốc kia. Sống khỏe tự nhiên, tâm hồn mãi bình yên. Hạnh phúc thiên nhiên là sống khỏe tự nhiên, gia đình luôn yêu thương là sống khỏe tự nhiên. Xin chúc nhau mọi ngày cuộc sống khỏe tự nhiên, vượt qua bao gian khó cuộc sống khỏe tự nhiên. Sống khỏe tự nhiên không được mua ủy quyền. Sống khỏe tự nhiên mọi người luôn yêu mến. Trong tình người kết liền, sống khỏe tự nhiên chia sẻ bao điều thiện. Hạnh phúc thiên nhiên là sống khỏe tự nhiên, gia đình luôn yêu thương là sống khỏe tự nhiên. Xin chúc nhau mọi ngày cuộc sống khỏe tự nhiên, vượt qua bao gian khó cuộc sống khỏe tự nhiên. Hạnh phúc thiên nhiên là sống khỏe tự nhiên, gia đình luôn yêu thương là sống khỏe tự nhiên. Xin chúc nhau mọi ngày cuộc sống khỏe tự nhiên, vượt qua bao gian khó cuộc sống.